thân thể con người có 7 trung tâm năng lực. Người Tây Tạng gọi đó là những điểm xoáy, trong khi người Hindu gọi là luân xa. Tuy không thể thấy nhưng 7 luân xa này là những điện trường cực mạnh và hoàn toàn có thực. Mỗi luân xa tập trung vào một trong số 7 tuyến nội tiết của cơ thể và nhiệm vụ của nó là kích thích sự sản xuất hormone. Chính những hormone này điều hành toàn bộ các chức năng của các cơ quan nội tạng và đồng thời điều hành cả tiến trình lão hóa. Trong một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, hoạt động của những luân xa này thật mãnh liệt, giúp cho Phrajna, sinh lực chủ yếu của sự sống, được trôi chảy qua các tuyến nội tiết. Nhưng nếu sự hoạt động của một hay nhiều luân xa đó bị trì trệ thì dòng sinh lực của sự sống bị cản trở hoặc bế tắc và như thế đưa đến bệnh hoạn và già nua. Với một người khỏe mạnh thì những luân xa đó làm lan tỏa sinh lực ra đến tận làn da bên ngoài. Ngược lại với một cơ thể già nua bệnh hoạn thì những luân xa này hầu như không thể đẩy sinh lực lên đến bề mặt của thân thể. Vì thế, cách thức nhanh nhất để giành lại sự tươi trẻ, sức khỏe và sinh lực là làm sao để cho những luân xa này hoạt động bình thường trở lại. Để đạt đến mục đích này, chúng ta có 5 bài tập hay 5 thức, như tên gọi của các lạt ma trên Himalaya. Mỗi thức tự nó rất hữu ích, nhưng muốn có được những kết quả tối ưu thì không nên bỏ sót một thức nào. Thức thứ nhất. Mục đích của thức này là làm cho các luân xa xoáy nhanh trở lại. Dương thẳng hai tay ra theo chiều ngang và xoay tròn cho đến khi chóng mặt. Lưu ý là phải xoay tròn từ trái sang phải, theo chiều kim đồng hồ. Hầu hết những người lớn tuổi chỉ có thể xoay khoảng 6 lần trước khi cảm thấy chóng mặt. Khi mới luyện tập, không nên vượt qua 6 vòng quay. Nếu cảm thấy chóng mặt, có thể ngồi hoặc nằm xuống nghỉ ngơi. Lúc đầu chỉ nên tập thức này cho đến khi cảm thấy hơi chóng mặt. Sau khi đã tập luyện cả 5 thức sẽ có thể xoay nhiều vòng hơn mà không chóng mặt. Thức thứ 2. Mục tiêu của thức này là nhằm kích thích hơn nữa 7 luân xa. Nằm dài trên sàn, tốt nhất trên một tấm thảm dày hoặc một tấm đệm bằng phẳng, mặt ngẩng lên, nằm duỗi lưng, thẳng người, hai cánh tay buông dọc theo hông, gan bàn tay úp xuống sàn, giữ cho các ngón tay sát vào nhau. Tiếp theo, nhấc đầu lên cho cằm thu vào ngực, đồng thời nhấc hai cẳng chân lên trong thế thẳng đứng. Nếu có thể, đưa hai chân vươn ngược lên về phía đầu, nhưng phải giữ cho hai gối thật thẳng, rồi từ từ thả đầu và hai cẳng chân xuống sàn trong khi đầu gối vẫn giữ thẳng. Sau đó, thư giãn toàn bộ các cơ bắp và thực hành lại thức này. Trong khi thực hành tuân theo nhịp thở như sau, hít vào thật sâu khi nhấc đầu và hai chân lên, thở ra toàn bộ khi hạ đầu và hai chân xuống. Càng hít thở sâu càng tốt. Thứ 3. Phải thực hành ngay sau thức thứ 2. Quỳ gối trên sàn và giữ cho thân mình thẳng đứng, hai bàn tay áp sát vào đùi. Sau đó, nghiêng đầu và cổ về phía trước, cằm thu vào ngực.